trong khóe mắt u hoài hình bóng ai. Tôi biết em một đêm thu êm ái, người em gái đứng im trong hồi lâu. Tôi ngập ngừng lòng muốn nói đôi câu, xin cho xuôi nước non ngàn tìm đến nhau. Như chúng ta đôi đời hàn gắn thương yêu, ta muốn đưa nhau qua miền rừng núi xa. Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Suối Tóc, tràn chứa những dấu tích ân tình của tác giả Văn Phụng và nữ ca sĩ Châu Hà. Chúng tôi xin mời chị Châu Hà và anh Văn Phụng. Xin kính chào quý vị khán giả. Xin mời chị ngồi. Chào anh. Dạ vâng, xin cảm ơn chị. Đây. Thưa chị, chắc cũng không cần phải nói, anh Văn Phụng đã phải viết một bài Suối Tóc để tặng chị, thì tôi nghĩ là ngày đó mái tóc của chị chắc phải đẹp lắm. Đương
nhiên là tóc đẹp rồi anh. Dạ thưa, có đẹp thì có tóc có đẹp thì mới anh Văn Phụng ấy mới có cảm hứng để viết lên bài Suối Tóc để tặng Châu Hà. Nhưng mà thưa quý vị, cái mái tóc ngày xưa đó 30 năm trước thì nó đẹp thật. Nhưng mà vì thời gian phôi pha đó thì cái mái tóc này nó trở thành ra không còn là suối tóc mà nó là suối cạn đấy ạ. Thưa chị, thời gian có thể làm cho mái tóc của chị đổi màu đôi chút, nhưng mà thời gian chưa làm giọng ca của chị giảm sút chút nào. Xin cảm ơn anh. Và thưa chị, tôi không được biết cái mái tóc xưa của chị, hôm nay gặp chị lần đầu tiên và trước mặt quý vị khán thính giả, không hiểu chị có mang theo bức hình nào của chị hay là hình của anh Văn Phụng hay không? Dạ thưa anh, rất tiếc là vì đi quá vội vàng đó, thành ra cũng không có chuẩn bị để đem hình theo. Nhưng mà Châu Hà cũng có thể... Tôi đẹp trai lắm đấy nhá. Thì đương nhiên, thưa anh, ngày xưa anh Văn Phụng thì trông cũng phào hoa phong nhã lắm, chứ đâu có phải như thế này đâu ạ. Dạ, kính thưa quý vị, bây giờ như thế này đó, nó gọi là hết đường rồi. Tức là dịch cho tiếng Mỹ là no more sugar. Anh ạ, thưa anh là chị Văn Phụng, à chị Châu Hà hôm qua gặp, tôi gặp riêng, chị có nói với tôi là nếu ngày xưa mà anh ấy như thế này thì anh có viết 10 bài Suối Tóc cũng không ăn thua gì. Quả như vậy, ngày xưa anh phong nhã lắm, trông được trai lắm, nhiều đào theo lắm, vâng. Châu Hà vất vả lắm mới giữ được anh cho đến bây giờ là 40 năm rồi đấy ạ. Thưa chị, chúng tôi cảm mến tiếng hát của chị đã lâu, dạ, cũng như là quý mến nhạc của anh Văn Phụng đã nhiều. Xin cảm ơn anh. Mà hôm nay mới có dịp được gặp chị lần đầu tiên, dạ, cũng như hôm nay nhân dịp Trung tâm Thúy Nga thực hiện cuốn băng chủ đề nhạc Văn Phụng. Vâng. Cá nhân chúng tôi cũng như là quý vị khán thính giả, nhiều người mới có cơ hội để diện kiến anh chị ở đây. Xin cảm ơn chị rất nhiều. Chị đã cho nghe lại bản Suối Tóc với những cái âm vang mà chúng tôi cứ nhớ mãi, giống như chúng tôi đã thưởng thức tiếng hát của chị trong băng Ngô Thụy Miên do Thúy Nga phát hành trước năm 75, bài Từ Giọng Hát Em. Và xin chúc anh chị vẫn cứ mãi mãi bền chặt và chị là người đàn bà đi bên cạnh anh Văn Phụng. Thưa vâng, xin cảm ơn anh. Châu Hà xin nói với anh này, và cũng như là để thổ lộ với quý vị khán giả, anh Văn Phụng ngày xưa anh ấy đàn piano thật là hay, anh ấy theo sát giọng hát của Châu Hà hoặc bất cứ một ca sĩ nào. Vì vậy mà Châu Hà mới mướn anh ấy làm một nhạc sĩ đệm đàn cho mình suốt đời. Khôn quá. Vâng. Dạ thưa. Dạ thưa, thế này nữa là đàn với hát với nhau như thế đã 40 năm rồi. Và cho đến ngày hôm nay thì Châu Hà vừa mới nảy ra một ý là mướn anh thêm 60 năm nữa cho nó đủ như tròn 100 năm. Xin cảm ơn chị một lần nữa và cảm ơn anh. Dạ. Yeah.